Làm sao để kiếm tiền? Coin98 đã ra mắt siêu sự kiện Coin98 Rewards Carnival, gồm 3 trò chơi chính với tổng giải thưởng lên tới hơn 500.000 đô, giúp các bạn kiếm thưởng vô cùng dễ dàng. Hãy nhanh chóng tải Coin98 Super App và tham gia ngay hôm nay để nhận quà từ Coin98 nhé! Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Coin98 Insight. Từ sáng đến nay thì các bạn có thể thấy được là thị trường đang rất là xôn xao với lại một cái tin, đó chính là mạng lưới Solana đã gặp một cái lỗi lớn. Cụ thể hơn đó chính là đối với những cái ví nào mà đã ngưng hoạt động trong vòng 6 tháng thì hacker đã có thể là cướp đi cái số tài sản, đó chính là SOL hoặc là SPL token, cụ thể hơn đó chính là USDC ở những cái ví đó. Và ở thời điểm hiện tại thì hai ví đang bị tác động lớn nhất, đó chính là Phantom và Slope. Và theo thống kê thì tổng cộng đang có hơn 8.000 ví nè và hơn 580 triệu đô đã bị chuyển đi sang bốn cái ví này, nghĩa là đây sẽ là bốn cái ví của hacker. Và ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có những cái công bố tiếp theo. Ở Phantom thì họ vẫn thông báo là họ sẽ tiếp tục điều tra, nghiên cứu và sẽ có đưa ra những cái update, đưa ra những cái thông báo sớm nhất về cái vấn đề này. Thì nhìn chung các bạn có thể thấy được là ở thời điểm hiện tại thì ví Phantom và ví Slope đang gặp rất là nhiều nguy hiểm. Chính vì thế nếu như các bạn mà có để tiền ở trong ví này nè, cái thứ nhất là cái thứ hai nữa, đó chính là nếu như bạn đã có tạo ví ở một cái nơi khác, ví dụ trước đây các bạn sử dụng ví Solet đi hoặc là sử dụng ví Coin98 Wallet đi, nhưng mà bạn có import cái ví đó vào ví của Slope hoặc là vào ví của Phantom, thì ở thời điểm hiện tại các bạn cần phải tạo một cái ví mới hoàn toàn nè, rồi sau đó chuyển hết tất cả những cái tài sản ở ví Slope hoặc là Phantom sang cái ví mới đó, rồi chuyển tất cả các cái token sang. Thế từ đó các bạn có thể là đảm bảo cái an toàn cho ví của mình. Và ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ví ở trên Coin98 Extension để bạn có thể là chuyển phân sang để bảo vệ cái tài sản của bạn, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại nha. Rồi, thì để các bạn có thể xem thêm và cập nhật thêm tất cả những cái tin tức thuộc về cái sự kiện Phantom bị hack này, và cũng như là xem coi là đang có những cái ví nào bị hack, ví của mình có bị hack hay không, thì bạn hãy truy cập vào cái trang đó chính là dun.com/queries/113-1425. Thì ở đây là một cái bảng mà họ đang thống kê lại những cái ví nào mà có bị tấn công, nhưng mà họ không có thống kê cụ thể là tấn công bao nhiêu cả. Nên là cái phần này thì chúng ta cần phải chờ xem những cái tracker ở trên mạng coi là họ xem coi là số tiền này được chuyển đi đâu. Và trong thời gian tới coi là Solana Foundation họ có bồi thường hoặc là bên Phantom Wallet họ có bồi thường với cái sự kiện này không nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể là tạo một cái ví mới để bạn có thể import tất cả những cái tài sản của bạn ở cái ví cũ sang cái ví mới này. Thì đầu tiên đó chính là các bạn cần phải cài đặt ở Coin98 Wallet ở phía trên đây. Thì các bạn có thể vào trên Google nè, sau đó thì các bạn bấm Coin98 Extension. Rồi, sau đó khi mà bạn cài Coin98 Extension rồi đó, thì bạn click vào chỗ này, thì đây thì mình cài rồi. Còn nếu như các bạn chưa cài thì các bạn thêm vào, thì nó sẽ có một cái bảng ở trên đây ha. Đó, nó sẽ có một cái bảng ở trên đây để các bạn có thể là sử dụng cái ví của mình. Thì nó cũng sẽ tương tự với những cái ví khác, nghĩa là nếu như các bạn mới vào cái ví á, thì các bạn cần phải tạo một cái ví mới. Thì lúc này nó sẽ có nơi để bạn có thể tạo một cái ví mới, thì nó sẽ nằm ở cái nút bên đây, nó sẽ có cái logo tương tự như thế. Vậy thì đối với các bạn nào mà đang bị gặp trường hợp tương tự như thế, đang sử dụng ở Solana và đang sử dụng ví Phantom và ví Slope, thì bạn hãy click vào đây để bạn tạo một cái ví mới ha. Thì ở đây sẽ có rất là nhiều ví khác nhau. Mình recommend là các bạn nên sử dụng ví Multichain, bởi vì ví Multichain thì sẽ có tất cả những cái chain khác trong đó luôn, có cả Ethereum, BNB chain, Solana chain. Tuy nhiên thì ở phần này thì mình sẽ ví dụ với một cái Solana duy nhất thôi, để bạn có thể dễ dàng ở trong cái việc là import ví qua trước nha. Rồi, bây giờ thì sau khi mà bạn đã cài đặt được Coin98 Wallet rồi, thì bạn hãy click vào đây nè và bấm vào cái nút Create. Thì lúc này bạn đặt tên là gì cũng được, mình sẽ đặt tên là ví Solana tránh bão đi. Đó, tránh bão. Ok, thì sau khi mà bạn đã cài ví rồi thì có một số cái bạn cần phải lưu ý. Thứ nhất đó chính là private key. Private key ở đây bạn tưởng tượng nó giống như là chìa khóa phòng, còn passphrase ở đây đó chính là chìa khóa nhà. Nghĩa là sao? Nghĩa là đối với một cái passphrase như thế này thì nó sẽ có rất là nhiều địa chỉ ví trong đó nữa, và mỗi cái địa chỉ ví đó nó sẽ được bảo mật, nó sẽ có một cái chìa khóa và nó sẽ là cái private key. Vậy thì khi mà bạn đã tạo một cái ví mới rồi, ví dụ như là một cái ví Solana tránh bão đi, thì lúc này bạn cần phải lưu cả hai, đó chính là passphrase và private key. Còn nếu như bạn làm mất một trong hai thì bạn đều có thể bị hacker hoặc là bị một người khác chiếm đoạt cái tài sản của bạn. Rồi, thì ở đây đội ngũ của Coin98 cũng đã cảnh báo với tất cả các bạn, đó chính là backup is required.
nghĩa là các bạn cần phải backup, cần phải lưu trữ lại những cái số liệu này. Rồi, sau khi mà bạn đã copy rồi ha, đây mình sẽ copy, mình dán xuống dưới lại. Ở đây thì mình dán xuống dưới bởi vì cái số tài sản của mình nó không có, chưa có tài sản trong đây nên là mình cũng không quan trọng. Đó, rồi sau khi mà mình đã copy, còn bạn thì bạn nhớ để ngay nốt hoặc là để ở viết ở một tờ giấy hoặc là cất ở một nơi thật là kỹ nha. Sau đó thì bạn sẽ create cái wallet. Sau khi mà bạn đã create wallet rồi thì cái wallet của bạn đã nằm ở dưới đây rồi nè. Thì lúc này bạn ra ngoài thì nó sẽ chưa có bất kỳ một cái tài sản nào cả để bạn có thể chuyển sang. Rồi. Đối với các bạn nào mà đang có tài sản ở bên Phantom thì bạn sẽ làm như thế nào để bạn có thể là chuyển tài sản sang? Thì đối với các bạn mà đã sử dụng cái Phantom này rồi thì các bạn không nên import cái ví cũ sang Coin98 Wallet nữa, bởi vì cái ví này đã được đăng nhập ở trên Phantom rồi. Thì các bạn không nên, và các bạn thậm chí là phải bỏ cái ví đó đi luôn. Thì đối với các bạn mà có tài sản trong đây thì các bạn hãy click vào cái nút send. Thì lúc này nó sẽ có rất là nhiều tài sản khác nhau, từ Solana nè, USDC nè, hoặc là nếu như các bạn có Coin98 thì các bạn cũng có thể để trong đây luôn. Thì các bạn click vào chọn tài sản, dán cái địa chỉ ví của mình vào. Đây, bạn sẽ lấy cái địa chỉ ví từ bên Coin98 Wallet vào. Bạn click vào nút nhận nè, receive nghĩa là nhận nè. Rồi sau đó ở bên Coin98 sẽ hiện token. Ví dụ bạn đang muốn click nhận vào Sol thì Solana các bạn có thể thấy được là nó đang có rất là nhiều cái dạng. Thì lúc này bạn chọn giúp mình là Sol Solana. Đó, thì lúc này bạn chọn đúng cái địa chỉ ví, ví Solana tránh bão. Bạn click vào chữ copy ở đây. Rồi sau đó bạn sang Phantom nè, click vào chữ send, chọn vào tài sản, dán cái address và sau đó điền cái số lượng Sol mà bạn muốn chuyển sang. Như vậy thì bạn đã có chuyển sang. Giống như vậy thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn có thể là chuyển hết tất cả những cái tài sản từ ví Phantom sang cái ví Coin98 rồi ha. Tuy nhiên có một cái mà các bạn thường hay quên, đó chính là thế thì nếu như các bạn đang farming, các bạn đang landing hoặc là các bạn đang sử dụng hoặc là để tài sản ở rất là nhiều nơi khác nhau thì làm sao để các bạn có thể biết được hoặc là nhớ được tất cả? Thì có một cái công cụ rất là hay, đó chính là công cụ Step Finance. Công cụ Step Finance sẽ giúp cho các bạn biết được là tài sản của bạn đang để ở đâu. Thì nếu như đối với cái tài sản của mình á, thì ở thời điểm hiện tại nó tương đối là ít và mình cũng chưa có mang đi farming nhiều nên là nó sẽ không hiện ra. Nên là trong phần này á, mình sẽ click vào cái chữ là Try a Demo nè. Try a Demo. Còn nếu như các bạn mà đã có một cái địa chỉ ví và đã sử dụng và đã landing và đã sử dụng rất là nhiều nơi khác nhau thì bạn hãy copy cái địa chỉ ví đó và dán vào cái chỗ này giúp mình. Thì lúc này cái công cụ Step Finance này sẽ giúp cho bạn biết được là tài sản của bạn đang nằm ở chỗ nào, và từ đó thì bạn có thể là unstack nè, hoặc là bạn có thể rút cái tài sản landing khỏi cái ví đó ra và mình mới chuyển sang cái ví mới. Thì đó cũng là cái cách hồi nãy mình tìm ra những cái tài sản mà mình để ở những cái ứng dụng DeFi mà mình có quên đi. Ví dụ ở đây nè, các bạn có thể thấy được một cái ví thử nghiệm của Step Finance ha. Cái network của nó đang là 75 đô. Thì các bạn có thể thấy được là ở thời điểm hiện tại cái ví Sol thì cái ví Spot Balance á, Balance nghĩa là cái ví Spot thì nó đang có khoảng 38 đô nè. Sau đó thì anh này cũng có landing, có tham gia landing ở một số nơi khác nè, có tham gia landing ở Solens, rồi có một số các MFC khác nữa. Vậy thì với sau khi mà chúng ta track được cái tài sản của chúng ta đâu rồi thì cái nhiệm vụ bây giờ đó chính là chúng ta hãy vào thẳng cái nền tảng đó. Ví dụ như là mình có Solens thì mình hãy kết nối đối với cái địa chỉ ví cũ, rút cái tài sản ra, sau đó chuyển sang cái ví mới. Đó, thì như vậy thì mình cũng đã hướng dẫn xong các bạn trong cái việc là tạo một cái ví Coin98 Wallet nè, rồi rút tài sản từ cái ví cũ sang cái ví mới, và cũng như là tracking coi là trong cái ví cũ đó chúng ta còn có đem farming, có landing hoặc là có làm ở bất kỳ một cái nơi nào khác nữa hay không. Rồi, tiếp theo nữa đó chính là ở thời điểm hiện tại thì Coin98 Wallet đang có rất là nhiều các cái tính năng khác nhau. Nếu như các bạn mà đang sử dụng Coin98 Wallet á, thì các bạn đừng quên là khám phá tất cả những cái tính năng mà Coin98 đang có. Cái đầu tiên đó chính là cái tính năng token đi. Thì ở phần này Coin98 sẽ hiện ra tất cả những cái token mà đang có ở trên cái ví của bạn. Đối với cái ví của mình mới tạo á, thì trong phần này nó không có, bởi vì mình chưa có import và chưa có gửi gì vào cả. Nhưng mà nếu như các bạn đã tạo rồi thì nó sẽ hiện ra. Rồi trong phần này á, thì các bạn sẽ có rất là nhiều các exchange khác nhau. Ví dụ như là các bạn kết nối với Trader Joe thì các bạn cần phải chỉnh về
cái mạng lưới Avalanche. Nếu như các bạn kết nối với Uniswap thì các bạn cần phải chỉnh về Ethereum. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng PancakeSwap thì các bạn hãy click vào cái phần là BNB Chain. Tuy nhiên á, đối với các bạn mà muốn swap á, thì các bạn có thể sử dụng trực tiếp cái tính năng exchange ở trên đây. Cái nhiệm vụ duy nhất mà các bạn cần phải làm đó chính là các bạn chọn đúng cái địa chỉ ví mà có cái tài sản trong đó, rồi các bạn có thể là swap thôi. Rồi, tiếp theo đó chính là một MFC. Một MFC này sẽ hiện ra tất cả những cái MFC mà đang có ở cái địa chỉ ví của bạn. Nếu như bạn mine một cái tấm hình nào đó thì nó sẽ nằm ở trong đây. Rồi, tiếp theo đó chính là cái công cụ, những cái tính năng khác ở trong cái địa chỉ ví của mình. Ví dụ các bạn muốn tạo add một cái token mới nè mà chưa được 0.98 hỗ trợ nè, hoặc là các bạn muốn add một cái network mới mà 0.98 chưa hỗ trợ, thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ này. 0.98 Wallet hoặc là 0.98 Super App là một trong những cái ví mà đã hỗ trợ lên đến 60 chain khác nhau. Ngoài ra thì sẽ có những cái tính năng khác nữa sẽ được ra mắt trong tương lai. Ví dụ như Starship thì đây là một cái tính năng Launchpad. Staking thì ở thời điểm hiện tại, nếu như các bạn có 0.98, có đồng C98 thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng Staking này. Ngoài ra thì có một số cái công cụ khác giúp cho các bạn có thể bảo vệ ví của bạn. Đó chính là cái công cụ tiếp theo. Ở công cụ này nó tương tự như là cái công cụ Revoke ở trên Ethereum vậy. Nghĩa là ở thời điểm hiện tại, nếu như một cái địa chỉ ví của bạn đã kết nối với lại một cái DApp nào, thì đồng nghĩa với việc là bạn đã cấp cho một cái DApp đó một cái quyền nhất định. Ví dụ như là bạn sử dụng một cái tài khoản Google, nhưng mà bạn có thể đăng ký Spotify, bạn có thể đăng ký với những cái bên khác đi, thì lúc này cái bên này đã có thể truy cập vào cái địa chỉ, cái tài khoản của bạn để lấy những cái thông tin cá nhân. Hoặc là tệ hơn, đó chính là những cái tài sản mà bạn đang có. Đó chính là vì sao mà sau Coin98 Wallet có một cái điểm đặc biệt, đó chính là giúp bạn revoke tất cả những cái phần bạn đã kết nối với lại những cái bên khác. Ví dụ hồi nãy nè thì mình có sử dụng Job Aggregator và sử dụng Solana Finance, thì lúc này bạn chỉ cần click vào chỗ này một cái để nó có thể là revoke và disconnect hết tất cả những cái DApp mà đã kết nối với cái địa chỉ ví của mình, giúp cho cái địa chỉ ví của mình có an toàn. Và cho dù ví dụ như là cái DApp đó có bị hack đi nữa thì cái địa chỉ ví của mình vẫn sẽ không bị gì cả. Đó, thì đây chính là những cái tính năng đặc biệt mà khi mà các bạn sử dụng Coin98 Wallet thì các bạn đừng quên khám phá thêm. Rồi, như vậy thì mình cũng đã hướng dẫn xong cho tất cả các bạn khi mà các bạn sử dụng cái ví Coin98 này. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cái điều chú ý quan trọng đó chính là các bạn tuyệt đối không nên bật Phantom lên. Bởi vì nếu các bạn bật Phantom lên thì có thể là có những cái bớt lỗi ở trong cái ví và mình sẽ không có kiểm soát được cái điều đó. Và đối với các bạn nào mà save những cái ví dụ như private key hoặc là passphrase đi, thì các bạn nên lưu kỹ ở một cái chỗ. Và đặc biệt là ví dụ họ cung cấp cho chúng ta 12 ký tự đi, thì không phải chúng ta viết ở trên tờ giấy đó chính là 12 ký tự rồi chúng ta cất tờ giấy đó, hoặc là chúng ta lưu trữ ở Google Keep mà chúng ta cũng ghi đúng 12 ký tự, thì cái điều này sẽ khiến cho cái tài sản của bạn rất là nguy hiểm. Cái cách và một số các tips đó chính là, ví dụ có 12 ký tự đi, thì các bạn có thể chuyển đổi cái ký tự đầu tiên với lại cái ký tự cuối cùng để cho ví dụ người ta có nhìn thấy cái gì, chữ đó nữa thì người ta vẫn sẽ không biết được đó là cái ví của bạn. Hoặc là các bạn có thể add thêm một cái ký tự đằng trước hoặc là đằng sau, hoặc là thay đổi nghĩa của một cái ký tự nào đó. Ví dụ có một cái ký tự đó chính là viết đi nghĩa là lớn, thì các bạn sẽ đổi cái ký tự đó lại là thành small, cái từ đó lại thành small. Thì lúc này cho dù người ta có nhìn thấy được 12 ký tự của bạn thì bạn vẫn sẽ an toàn. Đó, rồi thì các bạn chú ý với mình nha, tuyệt đối không bật Phantom lên. Thì nếu như các bạn mà đang sử dụng cả Coin98 Wallet hoặc là MetaMask hoặc là Phantom, và các bạn cảm thấy là Coin98 Wallet có bị đè hoặc là có bị chèn lên so với những cái ví khác, thì cái cách để bạn có thể tắt cái việc đè lên những cái ví khác đó chính là bạn hãy vào Coin98 nè, sau đó có cái mục setting ở đây, rồi sau đó bạn click vào cái chữ override. Thì cái chữ override này, nếu như bạn không muốn Coin98 Wallet đang bị đè hoặc là đang bị chèn đối với bất kỳ ví nào, thì bạn chỉ cần tắt cái tính năng, tắt nó đi, thì lúc này Coin98 Wallet sẽ nhường cho cái ví đó, ví dụ nhường cho MetaMask hoạt động với những cái chain EVM. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng Coin98 Wallet thì các bạn bật hết tất cả lên. Đó, rồi ở như vậy thì mình cũng đã hướng dẫn xong cho tất cả các bạn để các bạn có thể là đảm bảo cái tài sản của bạn ở trong cái ví. Nếu như các bạn còn những cái thắc mắc, câu hỏi nào về cái sự kiện này và cũng như là thắc mắc về Coin98 thì bạn có thể để lại câu hỏi phía dưới. Mình và đội ngũ Coin98 Insight sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn trong cái tình huống như thế này ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc cho các bạn có một ngày thật là vui vẻ.